Như vậy ở đây chúng ta sẽ chèn các ký tự đặc biệt, ví dụ như là R hoặc là chữ TM. Đó. Thì chúng ta sẽ chèn ở đâu? Ví dụ ở đây chúng ta sẽ nhấn Ctrl Shift T, Ctrl Alt T, Ctrl Alt R thì nó sẽ chèn các ký tự đặc biệt này ra cho chúng ta. Ví dụ như chúng ta sẽ có chỗ này nè, hết sức chú ý chỗ này. Ví dụ như là chúng ta có một cái công ty có cái tên là Alpha đi. Rồi, Alpha. Và chúng ta muốn chèn cái ký tự R này vào là nó nhỏ lên phía trên. Mà thường mình chèn ký tự nhỏ lên trên thì mình phải nhấn Ctrl Shift cộng đúng không? Còn cái này mình nhấn Ctrl Alt R tự động nó chèn một cái ký tự nhỏ lên phía trên cho mình. Nhưng mà con cỏ nháy phía sau nó vẫn là chữ lớn. Thì nó rất là hay ở chỗ này. Vậy ở chỗ này chúng ta sẽ điều khiển nó bằng cách các bạn chọn menu Insert. Insert ha. Và các bạn ra ở phía sau nó có một cái nữa là Insert Symbol. Thì trong này sẽ cho các bạn chèn các ký tự đặc biệt. Ký tự đặc biệt. Và bạn muốn chèn thêm các ký tự mới. Ví dụ như chỗ này là 74. Mình xem thử coi nè. 74 Antanas. Ok. Rồi, mình sẽ chọn More Symbol. Và ở bên trong này bạn muốn tìm thấy những ký tự, những cái hình dáng của những ký tự đặc biệt thì chúng ta sẽ có những cái font. Đây bạn chú ý là font nha. Thì trong này ví dụ bạn sẽ có hai font mà mình hay xài nhất. Đó là Winding. Nó là W á. Đây, một là Winding. Các bạn thấy ví dụ như là điện thoại nè, email nè, ký tên nè, bông tuyết nè. Đó. Rất là nhiều ký tự mà chúng ta rất là hay xài ở trong cái phần Winding. Và một cái nữa là Web, Webding. Đây, ở trong này nó có những symbol mà chúng ta cũng rất là hay xài. Thì còn những cái chỗ khác thì các bạn khám phá thêm. Rồi, một cái quan trọng mà hồi nãy thầy nói là autocorrect. Tức là ký tự đặc biệt người ta cho các bạn ở đây. Ví dụ chữ C, chữ E, chữ R, chữ TM. Đó, là những ký tự đặc biệt. Ví dụ bây giờ thầy muốn gõ chữ R này đi. Thì thay vì hồi nãy thầy gõ là Ctrl Alt R thì thầy có thể là mở ngoặc R, đóng ngoặc, cách ra một cái tự động nó biến thành chữ R copyright. Được chưa? Đó, tự động nó biến thành R copyright. Đó là những cái autocorrect tự động thay thế text. Và mình có thể thêm một cái định nghĩa gì đó của riêng mình ở đây. Mình có thể thêm định nghĩa vô đây. Rồi. Ok, ví dụ đi. Thầy thử coi. TQB đổi thành Trần Quang Bình. Add vô. Thêm vô. Thấy không? Rồi, ok ha. Rồi, ra đây. Thầy chỉ gõ TQB cách ra. Nhanh không? Muốn gõ tên mình rất nhanh. Rồi, tiếp tục. Mình có thể sử dụng gì nào? Shortcut key. Rồi, nãy mình nhấn là gì? Ctrl Alt R. Rồi. Bây giờ, giả sử thầy muốn thêm một cái gì đó cho cái symbol
Thì ở chỗ này nè, mình đang đứng ở đây thì nó bảo là short key cho những cái ký tự này. Ví dụ như ở đây control antenna T là người ta đã đặt short key cho những cái symbol này rồi. Bây giờ mình muốn đặt short key cho một cái symbol nào đó thì các bạn chỉ cần chọn symbol và các bạn nhấn vô short key thì nó sẽ cho mình tự thiết lập. Mà đa số trong này nó có hết trơn rồi nè. Đó, mình nhìn ở phía dưới là mình thấy nó cho mình ký shortcut key có sẵn. Rồi, những cái mà liên quan đến symbol. Ký tự đặc biệt. Đây, nó thống kê bên này đây. C, R, T, M. Đó, những ký tự đặc biệt bên này người ta đã để sẵn một cái bảng thống kê cho mình theo dõi cho nó dễ. Hai, những ký tự đặc biệt. Special character. Như vậy, mình có thể thêm, nếu như bạn nào mà hay soạn thảo văn bản có những cái cụm từ mà mình hay xài thì mình sẽ để autocorrect, mình gõ cho nó nhanh. Bây giờ ở bất kỳ đâu, bạn chỉ gõ TQB cách ra cái, nó insert cho mình Trần Quang Bình ngay lập tức. Được không nào? Đó là cái phần ký tự đặc biệt và autocorrect của mình, để cho các bạn làm cho nó nhanh.